Nam Mô A Di Đà Phật. Hội đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương thì ngày hôm nay đến với hoàn cảnh của bà ba 83 tuổi, sức yếu tuổi già, bà còn đi lụm ve chai để sinh sống qua ngày. Thì ngày hôm nay có món quà yêu thương của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp ở bên Mỹ, dù xa quê hương nhưng nhìn về quê hương bằng tình cảm yêu thương, phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm, gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà, trao yêu thương, chia sẻ một chút yêu thương hoàn cảnh của bà ba rất là khó khăn. Nay con đến với hoàn cảnh của bà ba, xin trao tặng món quà số tiền của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp là 300.000 cho bà ba, hồi hướng công đức lành cho vợ chồng của cô Dung và chú Nghiệp, cầu chúc cho vợ chồng của cô chú sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý, đời đời được sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Xin Đức Phật A Di Đà tác đại chứng minh gia hộ cho vợ chồng của cô chú nhiều sức khỏe, để vợ chồng của cô chú giúp đỡ những mệnh đời khó khăn trong cuộc sống này. Con xin trao tặng món quà 300.000 giờ của vợ chồng cô Dung chú Nghiệp. Con và bà niệm Phật hồi hướng công đức lành nha bà. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Xin Phật trời tác đại chứng minh ngày hôm nay trao món quà yêu thương dùm cho vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp.